cái việc bảo lãnh thì là các ngân hàng đang thực hiện bảo lãnh tương đối tốt. Ví dụ như anh cho chủ đầu tư vay thì các chủ đầu tư nó cũng ký kết cái hợp đồng bảo lãnh với các ngân hàng đó để bảo lãnh. Ví dụ như hiện nay Hoàng Anh Sài Gòn đang phối hợp với BCCI triển khai cái dự án Western Dragon thì bên chỗ ngân hàng OCB người ta cũng thực hiện cái vấn đề bảo lãnh cho từng khách hàng khi mà khách hàng đó có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng.